Quý vị đang theo dõi chương trình Địa phương trên đường phát triển. Chương trình do Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phối hợp với các huyện, thị xã và thành phố trong tỉnh thực hiện. Thưa quý vị, phát triển du lịch chất lượng cao được đưa vào nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Đất Đỏ nhiệm kỳ 2015-2020. Đây được xem là thế mạnh để huyện Đất Đỏ để cùng lúc địa phương sẽ phát triển trở thành huyện nông thôn mới và đô thị du lịch. Theo đó, thị trấn Phước Hải được chọn là trung tâm đô thị du lịch. Thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ vốn là một làng chài ven biển. Đại bộ phận cư dân nơi đây sống bằng nghề khai thác chế biến thủy hải sản, nên môi trường của địa phương bị ô nhiễm thường xuyên về nguồn nước, không khí. Nhận thức được tầm quan trọng và sự đóng góp của ngành du lịch chiếm tỷ trọng cơ cấu kinh tế, từ năm 2016, các cấp ủy và chính quyền huyện Đất Đỏ đã quyết liệt triển khai nhiều giải pháp xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường, xây dựng kế hoạch bảo tồn hệ sinh thái rừng và biển, giữ gìn vẻ đẹp nguyên thủy của bờ biển. Chương trình Địa phương trên đường phát triển hôm nay mời quý vị theo dõi những chuyển biến tích cực trong công tác bảo vệ môi trường biển ở thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ. Thị trấn Phước Hải lâu nay được xác định là trung tâm kinh tế của huyện Đất Đỏ với thế mạnh về ngư nghiệp lẫn du lịch. Đặc thù ở Phước Hải là có dân số đông, nhưng diện tích lại nhỏ hẹp, dân cư sinh sống tập trung ven tỉnh lộ 44 và tuyến đường ven biển. Do tập quán sinh hoạt, ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo vệ mỹ quan đô thị của người dân chưa cao, nên địa phương đã phải đối mặt với tình trạng ô nhiễm môi trường trầm trọng. Lượng rác thải từ sinh hoạt, từ chế biến thủy hải sản không chỉ ảnh hưởng đến đời sống, sức khỏe nhân dân, gây mất mỹ quan đô thị mà còn trở thành rào cản cho tiến trình phát triển du lịch của địa phương. Những năm gần đây, cụ thể là từ năm 2016, Đảng ủy, chính quyền thị trấn Phước Hải đã đề ra nhiều giải pháp nhằm cải thiện tình hình vệ sinh môi trường của địa phương, như xây dựng khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường, ký cam kết bảo vệ môi trường đối với những hộ chế biến kinh doanh hải sản, bố trí các phương tiện thu gom rác trên tuyến đường ven biển, gây quỹ bảo vệ môi trường. Mặt trận Tổ quốc và các ban ngành đoàn thể có nhiều hình thức tuyên truyền nâng cao ý thức bảo vệ môi trường đến từng đoàn viên, hội viên và nhân dân trong các buổi hội họp, sinh hoạt khu dân cư, tổ dân cư, các buổi hội thảo, tọa đàm với sự tham dự của những người có uy tín trong cộng đồng, cũng thống nhất giải pháp bảo vệ môi trường hiệu quả. Thị trấn Phước Hải trải dài trên 8 km bờ biển, trong đó 1,5 km bờ biển bị ô nhiễm trầm trọng nhất, vì đây là khu vực neo đậu của hơn 100 đò nan thuyền thúng địa phương, của hoạt động sơ chế, kinh doanh hải sản tự phát. Từ năm 2016, cùng với quyết tâm xử lý dứt điểm tình trạng ô nhiễm môi trường biển, địa phương cũng quy hoạch địa điểm cố định cho thuyền thúng, đò nan neo đậu, đồng thời giao khu dân cư quản lý, tổ chức cho các hộ ngư dân cam kết thu dọn phế thải sau mỗi chuyến biển. Trước đây thì dọc bờ biển thì rác thải rất là nhiều, gây ô nhiễm môi trường rồi mất mỹ quan đô thị. Thì như trước vấn đề đó thì vào khoảng năm 2005 thì thị trấn đã có chủ trương là thực hiện cái mô hình là thu gom rác tại nhà. Thì cho đến năm 2015 thì cơ bản là cái rác trong khu dân cư thì hàng ngày đều được thu gom tận nhà, thì tương đối là hiệu quả, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong rác thải trong khu dân cư. Riêng cái bờ biển thì từ năm 2018 thì qua cái nhận thấy là rác còn rất là nhiều, đó chúng tôi có mướn đơn vị xử lý dọc bờ biển từ khu Mộ Ông cho đến Tam Ngư, thì sau đó thì chúng tôi giao lại cho khu phố quản lý, mỗi khu phố quản lý một đoạn bờ biển. Sau 3 năm quyết tâm cải thiện vệ sinh môi trường ở địa phương nói chung, môi trường biển nói riêng, đến nay thị trấn Phước Hải có 10 trên 10 khu dân cư với 99% hộ dân đăng ký thu gom rác đúng quy định. Hồi xưa lúc đầu là cái gì cũng thải xuống biển hết. Ha, vậy đợt sau này là có quy trình là đổ rác á, thì đô bao rồi để quay lại đường này cho vệ sinh môi trường, là bỏ vô xe đi, bỏ đem đi bỏ thì nó rất là sạch sẽ, bây giờ là rất là sạch sẽ, không còn dơ giấy như hồi xưa nữa. Mấy năm trước thì nó hơi dơ giấy chuyên môn ăn uống liền bờ kè,
Còn bây giờ thì nhờ vận động á, thì nó ngay có sọt rác, sọt đồ, bỏ vỏ rồi có xe đổ rác rồi nên nó ngay con đường phố sạch sẽ. Mang lại người dân ta đi thì cảm thấy sạch sẽ hơn mấy lúc. Thưa quý vị, từ năm 2015 trở về trước, biển Phước Hải luôn đặt trong tình trạng báo động về ô nhiễm môi trường, đặc biệt là tình trạng vứt xả rác thải bừa bãi xuống bờ biển. Nhưng từ năm 2016 trở về đây, nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân trong công tác bảo vệ môi trường, đồng thời triển khai đồng bộ các giải pháp xử lý ô nhiễm mà môi trường biển Phước Hải đã được cải thiện rõ rệt. Nhận thức về bảo vệ môi trường dần nâng lên, bà Lê Thị Bích Liên ở thị trấn Phước Hải đã tự bỏ tiền làm một thùng rác công cộng được trang trí đẹp mắt như một cách tuyên truyền kêu gọi mọi người bỏ rác đúng nơi quy định để bảo vệ môi trường. Khi thùng đựng rác được đặt tại khu dân cư, nhiều gia đình thay đổi thói quen, thay vì cứ tùy tiện đổ rác ra nơi công cộng hoặc đổ thẳng xuống biển thì lại đem rác bỏ vào thùng. Các loại rác sinh hoạt vương vãi trên đường giảm hẳn. Cố gắng để tìm cái phương cách để làm cho nó có vệ sinh sạch sẽ cho cái bờ kè. Thì thời gian qua thì ai cũng khen thưởng luôn cả chính quyền. Thì nếu mà ban ấp hay là các cấp chính quyền mà thấy có lợi thì tiếp tục làm, thì cô cũng thấy cái việc làm cô cũng có ý nghĩa. Hưởng ứng việc đặt thùng rác công cộng của bà Lê Thị Bích Liên, đến nay dọc theo tuyến bờ kè biển đi qua các khu dân cư của thị trấn Phước Hải có thêm hàng chục thùng rác công cộng cũng theo phương thức người dân tự bỏ tiền hoặc chung tiền đóng thùng rác để thu gom rác ở khu vực mình sinh sống. Cùng với việc quy hoạch lại khu neo đậu thuyền thúng đò nang đánh bắt hàng ngày của ngư dân địa phương, ngày 13 tháng 2 năm 2019 vừa qua, Tổ tự quản vệ sinh môi trường khu vực neo đậu thúng đò nang, khu phố Hải Sơn, thị trấn Phước Hải được thành lập. Tổ có trách nhiệm quản lý công tác vệ sinh môi trường khu vực neo đậu thúng đò nang, tổ chức hiệp đồng thu gom rác thải, phế phẩm và thu phí vệ sinh môi trường đối với chủ thúng, chủ đò để chi trả cho việc thu gom rác. Mới chỉ thành lập mà Tổ tự quản về vệ sinh môi trường khu phố Hải Sơn đã hoạt động rất hiệu quả. Khu phố Hải Sơn cũng đã thành lập cái tổ bảo vệ môi trường biển. Mục đích chủ yếu là vào mỗi ngày thì trước khi những cô bác mà chờ chồng mình đi biển vào thì những cô bác mình ý thức là mỗi người một bao, là lượm rác tập trung lại bỏ vào trong bao để mà cho xe thu gom rác quy động về những chỗ tập trung rác nhiều hơn, là nhiệm vụ lại như vậy. Thì cái công việc này mới thành lập ngày 9 Tết, tức là ngày 13 tháng 2 mới ra quân phát động, đến đây cũng đã hoạt động ổn định. Là cơ bản là môi trường biển ở địa phương Hải Sơn cũng là rất là đẹp so với trước đây. Khu phố đời ra phương hướng là mình giữ gìn vệ sinh bờ biển, thì tụi chị cũng dán cố gắng để vận động các thúng đồ mình vô, mình dọn dẹp bờ biển đồ, hỏi mình thao cá, mình gỡ cá xong mình thao lưới vô, giác dến bao nhiêu thì mình hốt, mình gọn lại, vinh lên đường để dù lúc đó là xe giác nó xuống, dù nó bỏ. Nói chung ra thì bữa giờ thấy là cũng tiến triển cũng tốt, cũng đẹp. Từ hiệu quả bước đầu của các mô hình bảo vệ môi trường, Phước Hải đang tiếp tục nhân rộng, vận động nhân dân thêm tích cực chung tay bảo vệ môi trường, góp phần sớm đưa địa phương trở thành đô thị du lịch biển trong tương lai không xa. Thưa quý vị, quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 được Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phê duyệt tháng 9 năm 2018, đặt mục tiêu phát triển du lịch chất lượng cao để tạo sự chuyển dịch cơ bản trong cơ cấu kinh tế của tỉnh. Theo quy hoạch này, Bà Rịa Vũng Tàu chú trọng phát triển du lịch xanh, du lịch cộng đồng, du lịch có trách nhiệm, gắn hoạt động du lịch với gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa, sinh thái và bảo vệ môi trường.
quy hoạch cũng xác định Phước Hải là khu du lịch quốc gia. Để thực hiện quy hoạch cũng là phát huy lợi thế tiềm năng du lịch, thị trấn Phước Hải và Quỳnh Đất Đỏ đang tiếp tục chú trọng yếu tố bảo vệ môi trường, mà trước hết là môi trường biển. Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm này, địa phương cũng xác định người dân địa phương là chủ thể bảo vệ môi trường, chủ thể xây dựng đô thị du lịch biển. Chương trình Địa phương trên đường phát triển đến đây xin tạm dừng. Hẹn gặp lại quý vị vào chiều mai lúc 17:50, thành phố Vũng Tàu là điểm đến tiếp theo.